Và để thực hiện được thí nghiệm này, cô Ngọc đã chuẩn bị một số nguyên vật liệu và dụng cụ như sau: gạo, đường, sỏi và muối ăn. 4 ly nhựa đựng nước theo thứ tự từ 1 cho đến 4. Nước sạch và một cái muỗng. Bây giờ cô sẽ thực hiện thí nghiệm cho các bé bông sen nhé. Đầu tiên, cô đã chuẩn bị 4 ly nước và đã có chuẩn bị nước ở bên trong. Cô thực hiện thí nghiệm với ly thứ nhất với cái vật liệu là gạo. Cô bỏ gạo vào trong ly nước. Các bé hãy quan sát thật kỹ xem gạo có tan trong nước không nhé. Cô dùng muỗng khuấy đều ly thứ nhất lên. Các bé thấy gì chưa? Gạo không hề tan trong nước, vẫn còn trong ly nước của cô. Chứng tỏ gạo hoặc là chất không hề tan trong nước nha các bé. Tiếp đến, cô thực hiện thí nghiệm với ly thứ hai. Cô sử dụng nguyên vật liệu là đường. Cô đưa các bé, đường có tan trong nước không nè? À, để biết có tan trong nước hay không, mình cùng thực hiện thí nghiệm nhé. Cô bỏ đường vào trong ly nước. Dùng muỗng khuấy đều ly nước của cô lên. Các bé hãy quan sát thật kỹ xem đường có tan trong nước không nhé. Cô Ngọc thấy là đường của cô đã tan trong nước rồi. À, chứng tỏ đường là chất tan trong nước nhé các bé. Tiếp đến, cô thực hiện với ly thứ ba với cái vật liệu là sỏi. Cô sẽ dùng sỏi bỏ vào trong ly nước. Và dùng muỗng khuấy đều. Các bé hãy quan sát thật kỹ nha. Sỏi của cô vẫn còn nằm trong ly nước, chứng tỏ là sỏi không hề tan trong nước nha các bé. Đến ly thứ tư, cô sử dụng nguyên vật liệu là muối. Cô bỏ muối vào trong ly nước. Các bé hãy xem có hiện tượng gì xảy ra nhé. Cô khuấy đều ly nước của cô lên. Thấy gì chưa? À, muối nó tan trong nước rồi. Chứng tỏ là muối là chất tan trong nước nha các bé. Vậy là cô đã thực hiện xong thí nghiệm. Bây giờ mình cùng xem lại kết quả của cô nhé. Và với 4 ly nước này thì ly nước đầu tiên, các bạn còn nhớ cô Ngọc đã bỏ cái gì vào không? Đó chính là gạo. Và khi cô Ngọc bỏ gạo vào trong ly nước thì gạo vẫn còn ở bên trong ly nước của cô, không hề thay đổi. Cũng tương tự như vậy, và sỏi cũng thế, là sỏi vẫn không hề tan trong nước, vẫn còn trong ly của cô. Chứng tỏ là sỏi và gạo là hai chất không tan trong nước nha các bạn. Với ly thứ hai và ly thứ tư, cô Ngọc đã bỏ gì nè? Ly thứ hai cô Ngọc đã bỏ đường vào, và ly thứ tư Ngọc bỏ muối vào. Thì hai ly nước này nó như thế nào các bạn? Đúng rồi, nó đã hòa tan vào trong nước, chứng tỏ là đường và muối là hai chất hòa tan vào trong nước. Vậy cô Ngọc đã thực hiện xong thí nghiệm của cô rồi, các con có thích không? Về ở nhà mình hãy nhờ ba mẹ của mình chuẩn bị cho mình những cái vật liệu tương tự, và nhờ ba mẹ của mình ngồi cái bên để hướng dẫn và quan sát mình làm nhé. Cô Ngọc với các bạn.